mình ăn mì xong mình ăn cái này mình tráng miệng là ngon hơn, sắc liền nấu nha. Thầy Ngọc cái gì tao xuống không thấy ai chừng thôi, mới mở lối đầu gió ba á. Tí nữa thì
thức dậy là nó sẽ không biết trời chăng đất lở gì hết trơn á mọi người. Ôi giờ này 12 giờ rưỡi rồi đó mọi người. Ngu giả man luôn kìa. Hai kem phi lên đêm hay rồi anh tắm nha. Cay lắm, mì cay. Cay lè lửng bắp luôn rồi bà Linh. Ê Linh. Hả? Nghe nói tối ở đây gió thổi tiếng động lạ cũng nhiều lắm. Đi thì góc nhà thì đi là có tiếng rồi. À, biết tối nay em ngủ sao? Có Ngọc đây mà nói. Nói vậy anh đi xem. Thôi em chơi em chạy vô nhà. Cho làm hết. Không có được đi vô nhà phải ngồi đây đến sáng. Đủ 24 giờ. Ôi trời sao mà quên. Tụi mình ngủ trong đây tôi xin ngủ mà đi ghê đúng không? Trời ơi đâu. Tối tao mày ngủ ổng thì về nhà ổng ai rảnh đâu cầm máy mày hoài. Tối thì tao mày trong đây đóng cửa lại.
mình tự cầm máy mình quay chứ anh quay thêm rồi đúng rồi, rồi. Tôi đi về nhà tôi ngủ mới lạnh không sướng nè. Ăn đây, mời cả nhà ăn mì nghe. Yeah. Ăn nãy giờ mấy muỗng mới mời luôn, quên. Anh tôi mời rồi. À. Nồi đó mọi người. Xong phim. Ừ. Có phim rồi xong rồi. Ê Linh, anh cầm máy đi, anh đi về nha. Anh về. Đúng rồi, chứ giờ tao về tắm rửa ăn cơm chứ 8 giờ rồi. Đây. Yeah. Bye bye, về đi. À, bye bye. Bye. Thôi giờ Ngọc với Linh ăn bánh đi. Trời, bây giờ là về. Linh với Ngọc định xử đó mọi người. Giờ chứ giờ tối quá rồi, sáng giờ ông đi quay theo ông ăn. Giờ cho ông về đi, giờ mình ăn bánh nè. Ok mọi người, công nhận cái bánh này nó ngon dễ mang luôn á. Mình ăn mì xong mình ăn cái này mình tráng miệng là ngon hơn. Sắc liền, nấu nha. Cái gì vậy? Ê! Ê! Hồi nãy mới thấy cái gì đây nè? Có cái gì làm không? Nè, 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 để mày coi, tao để cho mày coi. Nè. Cái gì vậy? Thôi để tao ra coi ai vậy? Tao mày đi ra ngoài coi. Lỡ có ông nè, ông quay phim ông chọc rồi sao? Ra nắm đầu quánh liền. Nè, mày giết em. Cơm rồi. Không có nấu ai thiệt luôn á. Có mình hai đứa ở đây à. Hồi nãy mày thấy không? Thấy gì mà không có ai trơn á. Thì hồi nãy khỏi kìa. Mở máy quay lại coi là biết à. Đi vô mở máy quay lại coi. Nãy thấy rõ ràng. Đó, rõ ràng thì không. Hồi nãy mở máy lên thấy đâu mọi người. Thấy bóng này nè. Không phải cái bóng mà là cái giống như ai đó đang đẩy vô vậy nè. Mà gáo của ai trơn á. Đóng đóng cái này này. Thôi đóng lại xuống kia. Ngủ ngủ. Thôi ngủ luôn đi, tối thui rồi. Mệt quá, ghê quá. Thấy xuống, thấy xuống. Mày đó mày luôn, đóng luôn. Hey hey hey. Ý cái này em được. Thôi thôi thôi. 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 Tao hui rồi mấy bạn. Trời ơi, hai đứa như con ma trong này. Thấy hui rồi. Đó. Ê, cái gì hả? Cái gì á? Ai gió tay hả? Gì kìa? Ê, sao cái này nó như vậy á? Đâu đâu? Nội. Mới thấy rung nè. Đi ra cha thằng chơi mất dịch ghê. Mọi người. Ủa kỳ ta. Nếu mọi người có thích cái clip này thì mọi người hãy nhớ like và subscribe cho bạn Linh nha. Đó thì
có ý tưởng nào hay hay đó thì mọi người nhớ comment phía dưới để bạn Linh cho. Ủa lộn, để bạn Linh làm. Ủa lộn, bị khùng. Để bạn Linh làm ơi, vậy chứ bạn bị gì luôn á. Để bạn Linh làm cho mọi người xem. Ok, và bây giờ thì bye bye.